con Linh đang đi tới một cái thành phố biển Discovery. Không biết cái bãi biển nó nằm ở chỗ nào luôn. Anh xã Linh thầy lại đi sạc xe nữa. Cho nên bây giờ tụi Linh thấy người ta đi tới đâu tụi Linh đi theo tới đó luôn. Thấy một dọc phía trước dài phía trước. Xe đông quá trời luôn á cả nhà. Chắc đây là một cái thành phố du lịch giống như là Đà Nẵng, Vũng Tàu vậy á. Giờ chị cứ đi theo mọi người để xem nó ở đâu nó ra sao thôi. Nãy mọi người thấy là Linh đi theo cái dòng người để đi đến cái bãi biển này. Thật ra hồi nãy là đi đại luôn á cả nhà. Không có hỏi ai một câu gì là bãi biển ở đâu, rồi mọi người có chuyện gì mà kéo đông dữ vậy. Linh thấy người ta đi nguyên đám đi tới đó, má con Linh chạy theo luôn. Cuối cùng thì cũng tới cái bãi biển này. Và Linh thấy thì có rất là nhiều cái giống như cái trại á, hình như cái quầy bán hàng hay sao cả nhà hả? À, chắc Linh nghĩ á, hiện giờ người ta đang có truck food, giống như là cái lễ hội hay sao ta, hay là cái gì ta, giống như là có cái lễ hội để bán thức ăn đường phố á. Thì bây giờ mình lại mình coi thử coi người ta bán thức ăn gì và có những cái gì để mình chơi hay không. Thật ra mục đích của gia đình Linh á, đến Ý là để đi tắm biển, đi ngắm những cái bãi biển thật là đẹp của Ý. Tại vì nếu mà người search Google á, thì ở Ý có rất là nhiều bãi biển đẹp. Và Linh thấy á, thì Linh muốn tới mấy cái chỗ đó lắm. Không biết cái bãi biển này có phải hay không, vì đây là cái bãi biển đầu tiên mà gia đình Linh tới trên cái đất nước Ý năm nay. Cả nhà thấy là Linh quay hơi bị nhanh, lướt qua mấy cái quầy bán thức ăn. Thật ra thì Linh thích quay cận và đứng lại để quay cho mọi người xem. Nhưng mà khi Linh vừa giơ máy lên, vừa quay cho người ta xem á, thì vừa quay á thì mọi người đã nhìn Linh rồi bằng cái ánh mắt hơi kỳ cục á, cho nên Linh ngại quá cái Linh phải quay lướt. Cả nhà coi ấy, thì không thông cảm cho Linh nhé. Linh thấy bãi biển này cũng rộng lớn lắm. Nhìn cái cảm giác mình thấy thật là vui luôn á. Lâu lắm rồi Linh không có cảm giác mà đi biển mà vui như vậy. Tại vì ở bên Hà Lan á, cái bãi biển mọi người thấy rồi đó, nó vắng, nó không có nhộn nhịp như ở đây. Khi mà mình quay qua đây mình coi, Linh cảm giác giống như là Linh ở Việt Nam á cả nhà. Tại vì lâu quá xa Việt Nam, không có đi mấy cái chỗ nhộn nhịp như vậy, cho nên cái khu nào đông người là Linh thích. Thật ra Linh thích cảnh thiên nhiên, nhưng mà tại vì sống quen ở thành phố Hồ Chí Minh rồi đó, cho nên cũng thích cái cảnh nhộn nhịp người lắm. Chứ ở Hà Lan vắng vẻ quá, bình yên quá, Linh cũng buồn. Ở đây họ bán nhiều thịt ghê. Thì nhà Linh nó không có ăn thịt nhiều. Cả nhà coi clip của Linh thì biết rồi là nhà Linh hạn chế ăn thịt lắm. Linh thì thích ăn đồ biển, nhưng mà chỗ này thì Linh thấy bán rất là nhiều thịt, mấy cái món thịt và mấy cái món thức ăn làm sẵn. Cho nên Linh không biết là một chút xíu nhà Linh có ăn ở đây hay không, hay là phải tìm những cái quán đặc trưng của Ý để mà ăn. Còn Linh thấy ở trên cái bãi biển này nè, có cho thuê dù. Cho thuê hay không cũng không biết nữa nha. Tại vì khi mà Linh hỏi cái người Ý họ ít nói tiếng Anh lắm, cho nên Linh không biết là người ta có hiểu cái tiếng Anh của Linh hay không. Chứ khi mà Linh hỏi là cái chỗ này ngồi như thế nào, có tính tiền hay không, thì cái người làm ở đây họ nói là mày thích thì mày ngồi đi, nhưng mà tụi tao đang dọn. Cho nên Linh cũng không biết là mình có được phép ngồi hay là không. Người ta nói xong cái người ta đi mất tiêu, cho nên Linh cũng không có hỏi được nữa.
sẵn. Đầu phim á, mọi người thấy là có rất là nhiều con cua, thì Linh cũng thấy như vậy nữa, cho nên Linh muốn đi qua mấy cái tảng đá này để quay phim và tìm mấy cái con cua. Hy vọng là sẽ gặp những cái con cua lớn, mà không biết có nên bắt hay không nữa, tại vì mình đang đi chơi mà, chắc mình thấy là để cho mình vui thôi chứ không có bắt đâu. Ở chỗ này á, thì tới lúc buổi chiều rồi, cho nên gia đình Linh chắc chắn sẽ không tắm, mà chỉ là bọc nước cho vui thôi. Rồi sau đó sẽ đi tham quan thành phố, coi có cái gì để xem và để ăn không. Trên bãi biển thì tụi Linh không tìm được thức ăn thích hợp và tụi Linh đi vòng vòng để tìm nhà hàng ăn thôi, thì phát hiện ra cái khu phố này nó giống như cái khu phố Tây ở quận nhất của mình vậy cả nhà. Linh đến đây Linh bất ngờ luôn á, tại vì cái xứ này nóng nè ha, rồi mọi người ăn uống ở ngoài, Linh cảm giác là Linh đang ở giữa một cái lòng Sài Gòn và phát hiện ra cái tiệm pizza. Thì trong đầu của Linh á, pizza là cái bánh tròn tròn mình hay ăn là phổ biến á, mình ngồi mình cắt ra từng miếng mình ăn trên bàn, trên dĩa gì đó. Nhưng mà ở đây nó khác hoàn toàn nha cả nhà. Pizza đúng kiểu ý là họ nướng một cái miếng bánh hình chữ nhật rất là dài, và sau đó họ cắt ra từng miếng, họ để trên bàn như vậy nè. Mình đến cái tiệm này giống như thức ăn nhanh, mình đến mình đặt và họ sẽ đưa cho mình một cái miếng giấy và trên đó có một miếng pizza.